Nam Khánh xin kính chào toàn thể quý vị. Trong clip buổi tối ngày hôm nay thì em sẽ gửi đến quý vị hai cặp loa Buxell, một cặp của Victor, một cặp của Yamaha, một cặp củ loa đồng trục của Pioler có cái mã model là PAX-A20, dòng đồng trục kèn ngang 6 lỗ nhé. Và em có một số cái chiếc gạt tàn thuốc hàng ship Nhật về, mua về tặng anh em. Anh em nào mua những cái mặt hàng gì đây thì em xin kính tặng anh em một cái để anh em gọi là anh em nào hút thuốc thì gạt tàn, còn không bày cho đẹp được. Đấy, tặng anh em mỗi người một cái nhé. Sẽ gửi kèm vào hàng của anh em một chiếc âm ly dòng G-Server cổ xuất âm tụ Hitachi SR3100. Dòng âm ly đài cổ xuất âm tụ công suất nó chỉ có mấy chục watt thôi, nhưng mà vẫn chơi tốt những cặp loa lớn, độ nhạy cao, đánh rất hay. Kể cả ví dụ như hôm nọ em ghép với cả cái con Techlic Bass 30 kia, vẫn chơi rất là ok luôn, vẫn rung nhà nhé. Một cặp dây AV hàng cổ Nhật về. Đấy. Anh em nào đang xem clip mà chưa ấn nút đăng ký kênh thì xin vui lòng ấn nút đăng ký kênh ở góc dưới màn hình bên phải của anh em. Có nút ấn đăng ký kênh màu đỏ, anh em ấn vào đó, ấn nút rung chuông để nhận được thông báo clip mới của Nam Khánh nhé. Ngay sau đây thì em sẽ giới thiệu chi tiết hơn về những cái mặt hàng trong cái video clip ngày hôm nay. Đầu tiên thì em sẽ quay và giới thiệu cho các bác cái cặp loa Buxell Yamaha và test luôn, hiện tại em đang test nó nhé. Một chút nữa em sẽ test cái cặp bên này. Cặp này thì sở hữu cấu hình là một bát 15 cm các bác, một bát 15 cm này, một chép đôm lụa này. Công suất của nó là 110W một loa và trở kháng là 6 ohm. Đấy, dòng này thì nó là dòng Buxell nhỏ gọn, anh em có thể chơi ở những cái phòng tầm 20m đổ xuống các bác nhá. Đầy đủ lưới căng, đầy đủ logo nhá. Lưới căng này bằng nhựa cho anh em nhá, giặt thoải mái vô tư, không có vấn đề gì. Em sẽ quay cái phía sau để cho anh em được nhìn rõ nhé. Dòng này thì nó cặp loa bắp chuối và cái lỗ thông hơi thiết kế ở phía sau nhé. Đấy, đây là tổng thể về góc cạnh của thùng phía sau, một lỗ thông hơi đây. Đấy. Con này thì nó bị cái băng dính, nó dính vào đây thì em lột ra nó bong mất cái sơn chữ rồi, nhưng mà nó vẫn còn đầy đủ nhìn thấy được cả số seri nhé. Đây, như con này nó là 573 này. Đấy, con này là 573. Con này cũng là 573 luôn, trùng seri các bác nhá. Đấy, Yamaha E100. Trở kháng 6 ohm, công suất 110W. Made in Taiwan. Cọc loa bắp chuối mạ vàng. Đấy. Đây, tất cả các đầu bịt này vẫn còn đầy đủ nhá. Em vừa mới tháo ra đây để cho anh em nhìn thấy cái cọc loa của nó khi bịt vào thì nó như này. Đấy. Cái này thì nói chung là bỏ đi thôi, hãng người ta làm bịt vào để cho nó đẹp, nó đỡ bụi thôi nhá. Hai cái cặp loa ngày hôm nay thì nó là những cặp loa đời mới, đời sau, sau những cái thập niên 90, cho nên là đều sản xuất tại Trung Quốc và Taiwan. Thì anh em cân nhắc, không lại bảo là loa Nhật mà lại made in Taiwan, made in China, thì anh em tìm hiểu thêm nhá. Hai cặp loa này đều là hàng Nhật về, nhưng mà hàng Nhật nội địa về, nhưng mà nó là đều made in Taiwan, và những cặp loa đời mới nhất thì nó sẽ là made in Việt Nam. Đấy. Cặp loa Yamaha E100 này bên Nam Khánh đang bán là 2 triệu đồng anh em nhé. Đầy đủ là lưới e căng. Đấy. Chiều cao của loa là 30 cm này, chiều rộng của nó là 19 cm này, chiều sâu của nó là 22 cm là cả lưới, còn đâu 21 cm là không có lưới nhá, không tính lưới. Đấy. Chơi tốt ở những phòng tầm 20m đổ xuống anh em nhé. Đấy. Những cái phòng ngủ, phòng nhỏ chơi rất ok. Đấy. Giá 2 triệu đồng, anh em có nhu cầu liên hệ cho Nam Khánh số điện thoại 0972 451 189, địa chỉ mua hàng ngõ 43 Cổ Nhuế, Hà Nội, có ship hàng toàn quốc anh em nhé.
Tiếp theo em sẽ bật sang cái cầu B để test cho anh em cái cặp loa Victor MD3. Đoạn thôi để em giới thiệu cho anh em cho nó đỡ tốn thời gian, anh em phải xem hết video nó hơi lâu nhá. Cặp này thì cái màng và gân của nó còn rất đẹp các bạn. Đây. Đấy, một bát 13 cm 14 cm này. Đấy, gân cao su non. Đấy. Cặp này có cái màng nó màu cát cát rất đẹp các bạn nhá. Gân của nó lại màu phớt phớt màu xanh. Đấy, cái màng cát rất đẹp. Con này thì đặc trưng của nó, cái dòng Victor này thì cái tiếng trầm của nó rất là sâu. Đấy, rất sâu. Hai lỗ thông hơi ở phía dưới đây. Hai lỗ thông hơi phía dưới nhá. Một chép đôm titan. Con chép này y hệt như dòng JBL. Con nhá. Y hệt như dòng JBL nhá. Tất cả còn nguyên zin và không có bị móp méo gì. Dòng này cái chép của nó rất là quý. Dòng này mà móp tép thì nó mất giá trị luôn. Cặp này thì sở hữu cái màu lâu vân gỗ rất là mềm, rất là đẹp, rất là mới. Đấy. Thùng góc cạnh còn khá là ok, mặc dù là hàng cũ nhưng mà cái góc cạnh của nó rất là đẹp, không bị gọi là bể nở gì cả nhé. Dòng này cũng là sản xuất những song thần lên tầm 90 cho nên là đều made in Taiwan cả các bác nhé. Made in Taiwan, anh em nào mà không khoái dòng China, dòng Taiwan thì bỏ qua, còn những anh em nào đã chơi rồi thì sẽ biết được đến cái cặp, những cái cặp mà Victor như này, tiếng rất hay. Đấy. Victor MD3 công suất là 50W, trở kháng là 6 ohm, số series của nó 6725, bên đây là 6725 luôn, còn hai cặp này đều trùng series anh em nhé, hai cặp này đều trùng series. Đấy. 50W trở kháng 6 ohm. Với những cái cặp này thì rất là dễ ghép âm ly, cặp này dễ ghép âm ly hơn là cái cặp Yamaha kia. Đấy. Cặp Yamaha thì nó đòi hỏi cái âm ly lớn lớn hơn một chút, công suất nó khỏe hơn. Còn dòng này thì có 50W thôi, quánh rất dễ. Dải trầm của Victor thì cực kỳ phê. Đảm bảo với các bác, những cái bác chơi dàn mini rồi thì các bác sẽ biết được đến những cái dòng loa của Victor cực kỳ hay luôn. Và cái cặp này thì không có lưới anh em nhé, anh em nói rõ nhé, cặp này không có lưới, cặp này đầy đủ lưới này. Đấy, và giá của cái cặp Victor MD3 cũng bằng với cả cái giá của cái cặp Yamaha các bác nhé, 2 triệu đồng. Anh em có thể đến nghe và xem tận mắt nhé. Ngõ 43, địa chỉ ngõ 43 Cổ Nhuế, Hà Nội. Và tiếp theo thì em xin giới thiệu tiếp đến anh em một chiếc âm ly đài G7 dòng cổ xuất âm tụ LD Hitachi SR3100, dòng âm ly đài Nhật nội địa về, FM của nó là 90MHz. Đầy đủ các chức năng chính, ví dụ như kể cả những con này chơi cầu loa ABA cộng B luôn, đánh phát cả hai cặp luôn. Chỉnh bát chép này, ba lăng này, volume này, loudness này. Đấy. Stereo Mono, FM Mute, chuyển cổng tape. Và đây là chuyển AM, FM. Đây là AM các bác nhá. AM, FM đều bắt ok. Mặt nhôm, lúm nhôm thì không tì vết anh em nhé. Có một cái chút là cái chữ Hitachi này nó bị file mất một cái chữ cuối cùng các bác nhá. Đấy. Thì hàng thì cứ có sao nói thế, bao anh em là đẹp xuất sắc, con này thì quá đẹp luôn. Đấy. Và zin đét 100%, tất cả các chức năng đều hoạt động ok, AM, FM bắt tốt nhá. Em sẽ quay cái phía sau cho anh em.
đánh cầu loa, hai cầu loa AB, A cộng B, trực kháng từ 4 đến 16 ohm. Mọi gần là cho anh em nhìn rõ. 4 đến 16 ohm nhá. Đây là những cái cổng đường cổng kết nối follow này, AUX này, cổng tép này và một cổng tép rắc đinh 5 chân này. Phía sau này là đường bắt cầu anten. Em tặng luôn cho anh em một chiếc anten Nhật về. Thì anh em thao ra, dài ra để mình bắt sóng cho nó lét hơn nhá. Cái này nói thật với anh em là đi mua cũng 100 ngàn nhá. Tặng luôn cho anh em con theo con âm đi này luôn. Đấy. Hitachi SR3100 điện 100V. Công suất của nó là 55W. Con này thì là dòng sắt đoàn tụ, 55W là cũng khá là cao rồi các bác nhá. Đấy. Số series của nó, con này số series là 172K. Đấy, 172K made in Japan, dòng Nhật nội địa, ship thẳng từ Nhật về. Và riêng chiếc âm ly này thì Lâm Khánh để cho anh em giá tròn 4 triệu đồng. Đấy, hôm nọ đã bán 4 triệu 2, nhưng hôm nay xả cho anh em luôn tròn 4 triệu đồng, tặng luôn một chiếc dây anten để cho anh em tiện nghe đài radio nhá. Giá 4 triệu đồng anh em nhá. Cặp này cái chiếc âm ly này công suất của nó là 55W sức âm tụ, nhưng mà anh em có thể chơi, ví dụ như em chơi cái cặp Technic Bass 30 kia vẫn thoải mái luôn, Bass 30 nhá. Anh em nào cứ thử qua nghe trực tiếp luôn, đánh vào cặp Bass 30 kia cực phê. Và tiếp theo thì em giới thiệu đến anh em cái cặp ủ loa Pioneer PAX-A20. Đấy, hàng về thì đẹp, keng, sạc beng và nguyên thùng của nó luôn nhá. Thùng cũng còn rất mới các bác. Đấy, thùng cũng còn rất mới nhá. Dòng đồng trục, kèn gang 6 lỗ các bác nhá. Gân vải, đấy, mang giấy, kèn gang 6 lỗ. Kèn gang nhá các bác nhá. Đấy, kèn gang 6 lỗ nhá. Tất cả thì đẹp và nguyên zin, hoạt động ok. Dòng này thì củ của nó rất là gấu ấy. Thì em sẽ quay cái nập lên để quay cái phía nắp châm cho các bác xem. Đấy. Đây là cái củ loa này, PAX-A20. Công suất của nó là 20W, trở kháng 8 ohm, made in Japan. Đấy. Dòng này từ những cái lớp sơn của nó, hàng nguyên hộp nó đẹp như này. Cọc loa đây, cọc loa này, cọc loa ấn các bác nhé. Đây bên này thế này, cọc loa ấn, cọc loa nó cũng còn rất là mới nhé. Nhá. Củ xương gang đúc rất là to và nặng. Đấy. Dòng này thì nói chung là em bán qua cũng nhiều rồi, anh em chắc là cũng biết rồi. Nhưng mà cái cặp này thì cặp đẹp nhất từ trước đến giờ, nó đầy đủ hộp luôn. Đấy. Và cái giá của nó cũng cao hơn những cái cặp trước các bác nhá. Những cặp trước thì nói chung là nhập rẻ hơn thì giá nó rẻ hơn. Còn bây giờ cặp này thì nhập cao hơn, giá nó cũng cao hơn chút. Giá là 7.300.000 đồng anh em nhá. 7.300.000 đồng cho cặp Pioneer PAX-A20. Đấy, đồng trục kèn gang 6 lỗ. Con này anh em lên thùng chơi thì bao phê luôn. Tiếp theo thì giới thiệu anh em hai cái chiếc dây AV của Nhật về. Đấy, một chiếc dây là dây cổ còn nguyên bụi bẩn, đã test là sử dụng ok. Cả hai chiếc đều test rồi, sử dụng ok. Để cho anh em hai chiếc này giá chỉ 150.000 đồng, 150.000 đồng anh em nhé. Và cuối cùng thì giới thiệu đến anh em là những cái chiếc gạt tàn thuốc lá. Đây là có hai chiếc hai màu nhé. Đây là có mấy chục cái em mua về để tặng anh em nhé. Tất cả những anh em mua hàng, ví dụ như mua cặp loa, mua cái âm ly hay mua cái củ loa hay mua cái JAV, em đều tặng một chiếc gạt tàn hàng Nhật về nhá. Mua thẳng từ Nhật về để tặng anh em, gọi là anh em hút thuốc thì gạt tàn nhá. Đấy, có cả số điện thoại này không biết là của Chila hay của Nhật thì cũng chịu, nhưng mà mua ở Nhật nhá anh em nhá. Tất cả là mới đét nguyên hộp anh em nhá, có vài chục cái tặng hết thôi, hết thôi không tặng nữa. Đấy. Tặng mỗi anh em một cái này nhá. Anh em nào mua hàng thì em sẽ gói kèm vào với cả cái hàng của anh em. Đấy.
tất cả nguyên hộp mới đét 100% nhá. Tặng anh em về trưng bày gà tàng nhá. Vâng, thì em xin kết thúc video tại đây. Anh em nào có nhu cầu mua hàng thì liên hệ cho em qua số điện thoại 0972451489. Anh em ở Hà Nội thì có thể qua trực tiếp tại ngõ 43 Cổ Nhuế, Hà Nội để xem cũng như là nghe thử nhé. Tất cả các mặt hàng thì đều được gói thùng xốp cẩn thận cho anh em, yên tâm. Xin chân thành cảm ơn anh em đã xem video. Em xin kết thúc video tại đây. Hẹn gặp anh em ở cái video tiếp theo.